Rồi, xin chào các bác nhá. Đây nhá, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ thì nó như đây nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành cái phòng chống phối cho nó nhá, sát khuẩn sẽ kiệt cho nó nhá. Thì các bác có cái loại nào thì dùng cái loại đấy nhá. Đấy, các bác có loại nào dùng loại đấy nhá. Em thì em đang dùng cái đặc trị chống thối nhũn xử lý cơ giống và giá thể của Ngọc Linh nhá. Đấy, thì các bác có loại nào thì dùng cái loại đấy nhá. Đấy, thì tỷ lệ là nó có hướng dẫn trên chai rồi nhá. Thì em bắt đầu em pha thì em làm nhá. Đấy, cái này nó hết nó rồi thì các bác để em hút ra đã nhá. Rồi này các bác này. Đấy. Các bác này. Đây là em làm với 3 lít nước thôi nhé. Rồi, đã đủ rồi nhá. Đấy. Sau khi nước thì đã được rồi đây. Em sẽ thực ra mà nói cái này nó rất là lành. Đây, nên là em làm bằng tay nhưng mà sau nó đen tay nhá các bác nhá, nó xanh tay nhá các bác, quắng đều nhá. Đó. Rồi các bác quắng đều nhá. Đấy, các bác quắng đều nhá. Rồi các bác thả cây về nhá, thả cho em tất về nhá, ngâm tất về nhá. Đây là cách xử lý phòng chống thối nhũn nhá. Và nói chung là ở ngoài rừng ấy, khi mà về đến nhà là nó nhiều nấm mốc bệnh tật nhá. Mình muốn xử lý cho nó thật tốt trước khi là mình đưa lên để mình trồng. Thì mình phải xử lý các bác nhá. Ba cái này là hơi 3 lít này là hơi ít mọi người ạ. Qua 3 lít này là hơi ít. Đây các bác nhé. Gốc chạm được xuống là được các bác nhé. Giá lá được là xử lý sau nhé. Gốc ngâm được chỗ này là ok nhé. Đấy. Rồi các bác ngâm cho em 30 phút nhé. Đấy. Sau rồi phơi đây cho em. Bỏ treo ngược lên cho em 6-7 tiếng nhá. Sáng sau thì xử lý phục hồi cho cây sau nhá. Cây nào mà nó yếu này, như cây này các bác nhìn này. À, lá nó nhăn nheo này. Đấy. Nên là đấy, bây giờ mình xử lý xử lý cây giống ở đây các bác nhá. Các bác mà thấy hay hữu ích thì các bác làm nhá. Không 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 không
tốt nhất là tự mình ấy nhá. Còn đây em chỉ chia sẻ thôi nhá, chẳng đến lúc các bác lại ném đá em nó chán. Các bác cố gắng là các bác cho dễ nó nằm được xuống nhá. Sau rồi các bác cho dễ nó nằm hết xuống chưa. Đó. Sau mai thì cái này thì chắc mai phải tầm nhiều nước hơn. Đó. Mai phải nhiều hơn các bác. Thừa sau cái nước này các bác có thể thừa thì các bác xử lý phụt vào cái cây nhá, cái cây giá thể mà các bạn định trồng ấy, các bạn thừa các bạn lấy luôn cái này ra các bạn xịt vào đây chưa, này là nó kháng khuẩn nhá các bác nhá. Đấy, các bác xem cách em làm rồi làm theo nhá. Nào con dễ nhá, dễ ra. Đấy các bác nhá. Rồi quanh quanh một lúc rồi tấm túm tất rễ xuống là lại rộng ngay các bác nhá. Lá dập nước là được rồi. Đấy, các bác ngâm cho em 30 phút nhá. Đấy, bây giờ là được 5 phút rồi. Rồi em hẹn các bác em ngâm đủ sau em lại quay cho các bác xem nha.